Nằm giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chợ Bến Thành càng trở nên đẹp lộng lẫy khi hoạt động về đêm. Nhiều người dân địa phương và du khách đã đến tham quan, mua sắm, khiến sức hút tăng 50% so với trước đó. Hãy cùng Mua Gì Ở Đâu khám phá chợ đêm Bến Thành, quen mà lạ, lạ mà quen này nhé! Nhằm khôi phục sức hút chợ Bến Thành sau đại dịch và tạo thêm địa điểm cho du khách vui chơi, mua sắm tại thành phố vào ban đêm, chợ Bến Thành đã tăng thời gian hoạt động đến 22 giờ thay vì 17 giờ như lúc trước. Từ khi hoạt động đến 22 giờ, sức hút du khách đã tăng lên khoảng 50% so với thời điểm chợ vừa hoạt động lại sau đại dịch Covid-19. Nhiều du khách rất thích thú khi vừa dạo thành phố về đêm, vừa có điểm để mua sắm đồ lưu niệm. Cảm giác của tôi là tất cả mọi người rất là tuyệt, có thể dễ dàng mua sắm, có thể hỗ trợ chúng tôi với những thứ chúng tôi cần. Thật sự chúng tôi đánh giá rất tốt về điều đó. Hiện lượng khách quốc tế đến chợ ngày một đông, điều này cũng giúp tình hình kinh doanh tại chợ trở nên sôi động hơn rất nhiều. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu ở chợ bao gồm quần áo, vải sợi, giày dép, thời trang, hàng thủ công mỹ nghệ, v.v. Dưới ánh đèn đêm thành phố, các mặt hàng càng trở nên lấp lánh và toát lên vẻ đẹp lôi cuốn. Các tiểu thương tại chợ cũng tích cực trang hoàng lại gian hàng, tạo thêm điểm nhấn cho các mặt hàng để sẵn sàng chào đón lượng du khách lớn đến chợ trong thời gian tới. Coi như là sửa sang cửa hàng rồi làm lại để cho mới đó, để tiếp đón khách mà kỳ này đang chuẩn bị vô. Để mà khôi phục lại cái nền kinh tế của mình sau mấy năm dịch. Thứ nhất là chờ khách vô, cái thứ hai là mình phải quảng bá thêm, cái thứ ba nữa từ từ cái lượng khách biết rồi bắt đầu là mình sẽ bán lại giống như chợ đêm. Thì rất là nguyện vọng để mà bán đêm, tại vì muốn tạo cái tiếng là chợ vẫn còn phát bán đó để thu hút khách. Thì mong muốn là thu hút được thêm nhiều khách du lịch vào đây thôi, người địa phương người ta cũng tới đây người ta mua sắm. Trưởng ban quản lý chợ cho biết mong muốn thời gian sắp tới sẽ lên kế hoạch khoác áo mới cho chợ Bến Thành và bố trí vị trí giữ xe du khách khi đến tham quan mua sắm tại chợ. Điều này giúp du khách thuận tiện đến mua sắm và mãn nhãn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một di tích du lịch tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.